Xin chào các bạn đã coi lại video mới nhất qua thôn nữ cải tiến của mình. Thì chiều hôm nay mình tới thì mình thấy có hai, một anh và một chị rất là lạ mặt mà nướng cải tiến bên cạnh của Duyên luôn. Mình không biết là hai anh chị này như thế nào, và bây giờ mình sẽ tới mình hỏi thăm là hai anh chị này nướng cải tiến nhưng mà có là anh em hay như thế nào với Duy không nha. Dạ, em họ. Em họ hả? Dạ. Qua đây bán phụ luôn hay là như thế nào? Dạ. Ủa, bán phụ mình là nướng phụ luôn hả? Dạ. Tự nhiên tạm gì mà cũng cười, có hỏi gì? Gì đâu? Ủa, như em thay phụ mà thì thấy kịp làm mà sao không phụ nữa? Hả? Bán dưới kia cũng chậm á, em kêu lên đây bán với em. Đâu, bán như ngã ba nè. Chồng đúng không? Dạ. Em kêu lên đây bán cùng. Dạ. À, và là như mà thấy thì hai chị này bán đó. Dạ. Không, bán xong rồi chia ra. À. Dạ. Ví dụ nướng được 20 bịch thì em bán cho 20 bịch. À. Dạ. Tầm cuộc đời mình thấy rồi thì mình sẽ qua đi hàng nữa. Em cái này, em này là em họ. Dạ. Là bán cùng em họ là bán tiếp. Dạ. Em họ này bán lâu chưa Duyên? Mới bán mấy ngày à chị? Mới bán mấy ngày à? Cùng quê với em à? Hay là... Dạ, ở dưới quê em á. Ở đâu hả em? Ở gần chỗ em luôn. Và trước khi mà bán cà thì đây là bán cái gì hả Duyên? Ở dưới quê đi làm rẫy không à chị? À, dạo này mới lên thành phố đúng không? Dạ, ở dưới Thánh Mưa là ở dưới không có việc làm á. Ủa, anh Phùng nói gì? Hả? Anh Phùng nói gì anh Thoại? Anh Phùng thì nãy nói thêm rồi là tìm nghĩ kỹ rồi, tìm nghĩ kỹ á. Nhưng mà em không biết tiếng Việt sao nói chuyện được với chú, ơi tiếng Hoa. Thì thấy chú nói chuyện tiếng Việt cũng được mà. Chú đâu nói được tiếng Việt đâu. Các bạn kia ăn uống đâu vậy? Em mới đi in á. Dạ. Để mà chắc là anh Thoại đúng không? Chị tên gì chị? Dạ. Mình tên gì? Dạ em tên My. Tên My hả? Dạ. Anh này là chồng mình hả? Dạ chồng em ạ. À, ủa, mình bán cà là anh em với Duyên hay sao? Dạ em là em gái họ của Duyên. Em gái họ hả? Dạ. Em gái họ? Mẹ. Mẹ em là em gái của mẹ Duyên. À, vậy là bên ngoại đúng không? Dạ đúng rồi. Chị em bằng gì á? Ủa năm nay mình nhiêu tuổi rồi Bi? Dạ em sinh năm 95. Sinh năm 95? Dạ. Và là năm nay 25 tuổi? Dạ. Ủa khá lắm dạ. Không? À, còn chồng mình? Chồng em tên Cường, tên năm 92 ạ. À, tên Cường 92? Dạ. Và là mình cũng ở Sài Gòn luôn hả? Dạ. À, em với lại hai đứa con vô Sài Gòn. À, hai vợ chồng em đi đăng. Dạ, cũng gần anh. Gần hả? Dạ. Cũng ở Củ Chi luôn hả? Dạ. Mình vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ em vô lâu rồi, nhưng mà em mới bán cà thôi. À, và trước là mình làm công việc gì? Em thì đi mua dây chai, chồng em đi làm ở bên Bình Dương á. Công nhân hả? Ừ, chồng em đi giao hải sản cho người ta. À, giao hàng ở Bình Dương. Trái dạ. Được rồi. À, còn mình trước là mình làm... em mua nhôm nhựa. Làm mua dây chai á. Đúng dạ đúng rồi. Chai đó. Tại vì em có hai đứa con nhỏ nên không có đi làm thuê được. Đứa lớn bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ đứa lớn 6 tuổi, còn hai đứa nhỏ nữa. Em ba đứa. Ba đứa, đứa lớn 6 tuổi. Dạ. Đứa bao nhiêu tuổi rồi? Đứa thứ hai 4 tuổi. Còn đứa? Đứa út là hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi, ở đây dạ. Là mình thuê trọ đúng không? Dạ em thuê trọ. Sao mình lại bán cải tím cùng với Duyên luôn? Dạ. Nên mình lại lừa món cải tím để bán cùng với Duyên. Tại vì hồi xưa là mẹ, đầu tiên là mẹ em với mẹ Duyên là cách đây 5-6 năm là có bán rồi. Nhưng mà mẹ em về quê, còn anh trai em ở đây bán nên anh em lên đây em bán chung với anh trai em. À, lên đây dạ. Anh trai. À, vậy là mời bán được tình ra hôm nay, là hôm nay là hôm nay. Dạ, hình như là bữa thứ tư, thứ năm gì rồi đó. Thứ năm hả?
Dạ. Và là trước mình bán ở đâu, mình ngồi đâu mình bán? Em chỉ đi theo phụ anh trai em thôi. Là anh trai bán ở đâu? Anh trai em bán ở Gò Lưu ạ. Gò Lưu với lại Long Trường nữa. Dạ đúng rồi, chỗ của Nga với lại chỗ của dì Út á. À, là bán ở đó lâu chưa? Bán dạ. Từ Tết rồi. À, từ Tết là từ Tết bây giờ là còn 6 tháng à? Bán 6 tháng. Rồi sao mình không mua đồ bán mà chuyển quay gần chuyển bán luôn vậy? Chỗ đó nhường lại chỗ Út bán. Tại vì em á, là em bán ở dưới này nè, ở dưới này chỗ ngã ba Chợ Dòng nè. Nhưng mà chị Duyên kêu là ở dưới đó bán không được á, bán chậm á, kêu em lên ngồi bên kia. Ở bên đó mình bán thường bao lâu thì mới hết? Ở dưới đó bán chậm lắm anh, một ngày em bán chỉ được mười mấy 20 kg cà thôi. Tại vì mình... 20 kg thôi ạ? Dạ. Hơi ý đâu mà bán khoảng bao lâu thì mình mới hết, bán từ mấy giờ thì mấy giờ hết? À, bán từ sáng sớm em đi là 4 giờ rưỡi em đi, em bán tới 11 giờ em về. Và là bán buổi sáng thôi ạ? Dạ, buổi chiều em cũng bán ở đó luôn. Trưa mình bán bao nhiêu ký? Trưa là cũng bán khoảng mười mấy 20 kg thôi. Và một... lại một ngày mình bán bằng đồng? Hôm nào đắt là được 40 kg. Dạ. Bây giờ là qua đây phụ Duyên luôn. Dạ. Là hai chị em là phụ nhau bán cùng của nhau. Dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Bán ở đây cách được hơn mà. Dạ đúng rồi, chị Duyên kêu là bây giờ xuống là chị ngồi bên này, em ngồi bên kia. Hai chị em ngồi bắn chung luôn. Hai chị em là ngồi hai bên hả? Dạ. Là nếu mà do bây giờ mưa thì ngồi đây hả? Ừ, tại vì hôm nay mưa, hồi nãy em chưa mang dù kịp nên em đi qua anh đây. Vậy là ngày mai mình qua bên kia mình bán hả? Dạ, ngày mai em bán bên kia. Vậy là quê của mình cũng ở Đắk Nông luôn? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Và đi của mấy cái chị cùng luôn. À em tên gì anh quên được hả? Dạ em tên My ạ. À em tên My. Em ba đứa con rồi. Dạ. My là em gái bằng tiền của... Còn đây là ai My? Chị dâu em ạ. Chị dâu luôn hả? Chị dâu. Là ở trong nhà không hay là... Dạ đúng rồi, em ở trong nhà với chị này. Luôn là cùng phòng trọ. Dạ. Là bây giờ chị dâu sẽ cùng ra đây bán phụ với mình luôn hay chị? Chị dâu em là... đáng lẽ chị... Ủa bạn chúng ta làm là chỗ chị Quyên của bạn đúng không? Em bán không nghe cây xăng anh Thương à, nhưng mà có trải qua mà không phải mình làm bán buổi sáng à? Bán buổi sáng buổi chiều à, với chuyện chỗ đó bữa trước mà bán ở Long Trường à. Mà bán ở Cao Đạt à, thôi. Nói chung là chạy chợ nhà em từ xưa tới giờ rồi mà hồi xưa có cả mẹ em bán dưới này nữa. Là đầu tiên là chỉ có mẹ em với mẹ Duyên bán thôi, sau mới tới lượt mấy tụi em. Vậy thôi, mốt bây giờ dậy chồng mày cà tím là bán luôn. Mà tình ra là mọi người cũng thích bán cà, đúng không? Ai cũng bán cà. Bán lâu đúng rồi. Bán bên đô. À, giống như truyền thống bán cà thôi. Cái nghề của mình rồi. À, còn lại cái này giống như là nghề chồng mình luôn rồi. Dạ đúng rồi. Là mình bán luôn. Ủa mà mình giờ còn bán ở bên chỗ cây xăng nữa không? Dạ còn. Vậy hôm nay mình bán phụ hôn không? Hôm nay chiều nay mưa em nghỉ. Ý là chị nghĩ chị mang dù ra cho em nè. Em có một mình em bán ở cây xăng với còn ra lúc mấy giờ? Em ra lúc 4 giờ sáng. 4 giờ sáng luôn. Bán sớm vậy. 4 giờ sáng. Tại vì hai đứa em chị đi đến trưa. Bán 4 giờ sáng tới 11. Bán ngay được nhiều không? Bán được hết là buổi sáng được 30 kg. Bao nhiêu? 30 kg. Vậy là chiều mình có bán không? Chiều cũng bán luôn. Dạ có. Có. Hai đứa em đi chung một chiếc xe. Cho nên 4 giờ chị đi là 4 giờ rưỡi hoành về đón em xuống. Rồi cái ngày mai mấy bên kia rồi có dù bán. Thế là dù mà dù mưa quá. Dù. Rồi mai chạy dù rồi, dù đâu vậy? Ủa em cái. Mưa là hai vợ chồng em nghỉ bán luôn. Chiều hôm qua mưa. Chiều hôm qua hai vợ chồng nướng cà lên được mười mấy bịch. Mới bán được 3 bịch, còn 8 bịch là mưa đi về luôn á. Tại vì không có dù á, em mới bán có mấy ngày thôi. Dạ đúng rồi. Sáng 4 giờ rưỡi, 4 giờ chị đi lên tới đây xong rồi anh trai Quỳnh về đón em lên. Xem một ở bên kia là không nữ bán cà tím, còn bên này là không gì không gì bán cà tím. Anh tự đặt thôi chứ họ biết đâu. Em đâu có tự đặt cho mình được. Bây giờ anh nghiên cứu anh thời tiết nào đẹp anh tự đặt thì cho em làm biết. Bên kia có lò leo cà tím rồi, không tím rồi, không nữ rồi, bây giờ là có gì?
tim thì nó thôi. Thôi bây giờ đặt đây vậy là cơ thử bắn đặt tim đi. Đây kia là không sơn thử nha. Sơn thử. Sơn thử. Là trên núi xuống muốn á. Trên núi đó. Trên núi xuống rồi sơn nữ là trên núi chứ. Còn không nữ là ở dưới đồng bằng. Quạt giờ cho nha, chín chưa? Cái quạt đâu rồi? Bữa hết. Rồi đi đây giờ. Là bây giờ mình sẽ chuyển qua đây bán luôn. Dạ đúng rồi. Bán ở đây sáng bán ngày 3 chứ chiều phụ gì. À vậy là bán sáng chiều sáng. Tại vì Duyên chỉ bán buổi chiều thôi, còn bữa sáng em phải chạy chợ. Bữa sáng là em bán chiếc ngã ba dưới. Còn chiều thì mình sẽ ngồi đây bán cùng Duyên nhưng mà bán ở bên đường. Dạ đúng rồi. Xong rồi phải đến. Chả ghế ngồi ghế cao sao lộ con dao của anh đâu. Ừ, đúng rồi con dao của anh đó. Anh lột hồi em đi, anh lột bên này, em lột bên này, chị nướng đi, hai chồng em lột cho. Chào các bạn, cũng có một cô bán đậu hũ nè. Nay cô tới xong rồi mấy anh youtuber mua ủng hộ cô rất là nhiều luôn. Bây giờ tiện đây thì mình cũng sẽ giới thiệu một cái món đậu hũ mà ở mùa này thì mọi người sẽ rất là ăn, bởi vì món đậu hũ này nó nóng á, mà thời tiết ở Sài Gòn chiều chiều nó lạnh á. Nên bây giờ mình sẽ tới mình trò chuyện với cô xíu nha. Con chào cô nha. Cô bán lâu chưa cô? Cô bán cũng lâu rồi, cô lắm đi vòng vòng. Này bán được mấy năm cô? Cô bán được vô đây cô mướn nhà đó cô bán được mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi cô. À cô năm nay như tuổi rồi ạ? Cô năm nay cô 72, cô sáu năm 48 48 hơn 89 gì á. Dạ gần 50 hả? Rồi dạ một ly là một ly 10 ngàn là cô? Ly lớn 10 ngàn, ly nhỏ 7 ngàn. Ly lớn 10 ngày, ly nhỏ 7 ngày thôi. À là sẽ có đậu hũ này. Ly này 10 ngày đúng không cô? Đúng rồi, đây đây. Cô bán nhiêu ly cô? 10 ngàn ly, 7 ngàn ly, đủ thứ ngon. Có 2 lô cô. Cái thằng em kia mua. Mua mấy ly hết? Ok, còn cái này là nước nước đường, đường với lại hạt chỉ đó cô. Căn châu bột năng mình làm ra đó cô. Gọi là căn châu. Được đó. Còn ngày bán được nhiều ly không cô? Một ngày cô bán được có bữa thì cô lại đi hai thùng. Còn có bữa thì có đi, có bữa người ta đặt món thì được 3 thùng. Ba thùng như vậy. Dạ là bán cả ngày luôn, từ sáng từ tối luôn hay là sáng tới chiều? Sáng cô bán lúc mà cô về khoảng 11 giờ cô về, cô về là chiều cô đi 3 giờ cô mới đi nha. Đi vòng vòng đó từ đây cô ra đây cô bán. Dạ. Là chiều là mình bán hết một tô luôn. Đánh đi vòng vòng là khoảng 5 6 giờ cái mình hết. Mình đi vòng vòng là hai đi dọc đường Nguyễn Duy Trinh thôi hay là còn đi đường nào nữa để mọi người biết, mọi người thì mua. Lúc cô không hiểm. Cô đi tầm năm. Cô đi ở nhà ai đặt cô rồi cô đi tới cô bán. Dạ. À mình cũng đi dọc dọc trên đường thôi đúng không? À, đúng rồi. Dạ. Ok. Giờ cô đưa ba ly cho bạn YouTube hả cô? Cô đi tầm 4 giờ ha. Dạ. Cô ba ly cho bạn YouTube mua. Bây giờ chủ Duyên thì mọi người lấy cài rất là nhiều luôn. Cô vô lấy cài đi cô. Ba ly mà. Một bịch là mình cho khoảng bao nhiêu trái cả? Hai trái lớn rồi. Bình thường là trái
bình thường là ba trái á. Cái này ghê hai to với hai trái còn ba trái còn mà nếu mà ít quá thì là bốn trái. Cái này này nó bị ấy hết nữa. Ừ, cái này cho thêm này. Chào mọi người đi ăn, ăn phúc. Chào mọi người đi. Mọi người hello. Kêu mọi người bảo là á, thấy ăn phúc là tập trung đứng cài đâu ít trò chuyện với mọi người nên kêu em là hôm nào mà quay thì tới trò chuyện với ăn phúc xíu. Tại vì mọi người ít nghe trò chuyện ăn phúc á. Nên mọi người giờ tới là phúc chào đấy. Còn mình tập trung mình đứng cài hay là mình ngại trò chuyện hay sao? Đâu có. Tại vì em tập trung em nướng cá, nướng cho nó lẻ với chứ rửa lẻ tay cho nó khỏi bị cháy á. Em tập trung nướng đúng không? Với là mình với là không ai hỏi gì đâu, không trả lời đúng không? Rồi, cái đó đó. Bây giờ là không ai hỏi gì đúng không? Nay có người nướng phụ phải đối cực hơn đúng không? Hai người qua đó hôm qua mà lúc em chạy lên lúc em chạy về lại á là em xuống lại xem em thêm hay mưa em xuống xem hai vợ chồng họ bán có được hay không đó đó nữa lúc em quay lại đó để mấy mà bán thì bán buổi chiều bán được 3 bịch cả bán được 3 bịch thôi hả mà rồi cuối cùng nướng được bao nhiêu bịch rồi lúc đó nướng được bao nhiêu bịch hả lúc đó là nướng được bao nhiêu bịch 17 bịch á mà bán chỉ được 3 bịch thôi mà chỗ đóng ngập không đóng ngay cái không chỗ tiệm vàng hồi trước em bán cũ nhích lại một xíu cái đường về đối diện chờ hả không cái hướng về nằm ngay hướng về đường lái đường cắt phà cắt lái á hướng về phà cắt lái á vậy là hướng về hướng 3 đi á à, vậy là nó nằm cái đường quay cầu đi thẳng nữa đúng không đúng rồi à chỗ đó là không ngập hả à mưa quá bé không được đúng không rồi xong rồi về về luôn hả về luôn ờ mưa quá lúc đó mưa tới tối lắm cái em mới kêu là em mới mới bảo là hôm mới tập nướng thì chưa quen chưa rành thì lên đây nướng phụ nướng mấy hôm đi rồi nướng quen đi rồi kiếm chỗ rồi nướng bây giờ chưa biết gì ra ngoài nướng chưa quen đó khó nướng lắm nướng chưa quen nướng thì vẫn được thôi nhưng mà nướng chậm lắm nướng đâu có hiệu quả đâu về lại bây giờ